Em là Nguyễn Bá Tiến ạ, học lớp Business Board của trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam. Em nghĩ là không, bởi vì trước khi vào trường em đã tìm hiểu trước về trường và trước kia em đã từng học đại học, và sau khi học đại học xong thì em mới vào trường. Em chọn bỏ học đại học để qua trường doanh nhân bởi vì là em thấy trường doanh nhân thứ nhất là có cái môi trường toàn là những người mà sau này trở thành doanh nhân, và nhiều và thầy cô cũng đều là những doanh nhân, thì từ đó em có một môi trường và có những cái mối quan hệ để giúp em trên con đường sau này khi mà em trở thành CEO. Cái thời điểm đó thì bố mẹ em hoàn toàn ủng hộ, bởi vì bố mẹ em lúc nào nghĩ là cái việc học thì nó phải phục vụ cho cái việc mà sau này mà mình mong muốn, mình ước mơ trở thành ai. Trường doanh nhân giúp em thay đổi, thứ nhất là về phần thân, giúp em có kỷ luật hơn trong việc mà các hoạt động hàng ngày, rèn luyện sức khỏe, giờ nào thì làm việc đó, có kỷ luật về phần thân. Về phần tâm thì giúp em có thêm tình yêu thương mọi người, biết yêu thương bố mẹ hơn, biết chia sẻ với các bạn ở trong trường nhiều hơn. Còn về phần trí tuệ thì em thấy những kiến thức ở trong trường thì nó rất thực tế với việc làm kinh doanh, bởi vì trước em cũng đã từng kinh doanh một khởi nghiệp khi mà học đại học rồi ấy. Nên là em cảm nhận được cái việc mà kiến thức nó là rất là thực tế. Em thấy ở hiện tại thì em cái sự tự tin của em có nhiều hơn, em biết yêu thương mọi người hơn và biết yêu thương gia đình hơn. Điều mà em thích nhất khi học tập tại trường doanh nhân là có các thầy cô đều là những chủ doanh nghiệp dẫn dắt. Và cái thứ hai là ở hiện tại thì em đang được thực tập với chủ doanh nghiệp ạ. Nên là em thấy học rất là thực tế và được làm việc thực tế. Về thầy cô thì em thấy thầy cô rất là nhiệt tình, rất là tận tâm và chỉ bảo em từng vấn đề một. Ví dụ như em có câu bất kỳ câu hỏi nào trong việc mà kinh doanh thì thầy cô đều giải đáp cặn kẽ. Thậm chí là thầy cô vẫn nhắn tin dù là đó là đang là buổi tối. Em nghĩ đây là một điểm khác biệt, bởi vì khi mà em học ở những cái môi trường đào tạo khác thì thứ nhất là phần thân thì nó khá là thoải mái, nó chỉ có cái câu chuyện là mình chỉ cần đến học đúng giờ, như là khi nào mình học cấp 3 thôi. Còn về phần tâm thì không có sự ăn ở cùng nhau như ở trong trường này ấy. Thì nó sẽ không có sự gắn kết giữa bạn bè nhiều hơn là khi mà mình ở trong môi trường mà mình được ăn ở cùng với nhau cả năm trời. Em nghĩ là nếu như được lựa chọn lại thì em vẫn lựa chọn trường doanh nhân. Thứ nhất là em có được về mặt mối hệ. Thì ở trong trường thì hầu như là thứ nhất là sau này mọi người đều là có mong muốn là trở thành những doanh nhân. Thứ hai là mọi người ở trong trường, rất nhiều người là đã có gia đình, đều là những doanh nghiệp. Thứ ba là các thầy cô trong trường và có hệ sinh thái của CEO đều là những doanh nhân. Thì những cái mối quan hệ đó sẽ giúp mình trong tương lai sau này khi mà mình làm một CEO, mình làm một doanh nhân. Em nghĩ ở hiện tại thì em thấy mọi thứ rất là hạnh phúc. Còn về tiếc nuối thì em nghĩ là không, bởi vì những cái mục tiêu mà từ trước khi vào trường này em đã đặt ra thì đến hiện tại thì em cũng đã hoàn thành xong. Tuổi trẻ thì có 4 cái giá trị mình cần trau dồi. Thứ nhất là giá trị về tài chính. Thứ hai là giá trị về mối quan hệ. Thứ ba là giá trị về văn hóa. Và thứ tư là giá trị về trí tuệ. Thì rõ ràng là tuổi trẻ của mình ấy, thì cái giá trị về tài chính thì mình chưa có nhiều.
thì nên là em sẽ trau dồi những cái giá trị khác. Thứ nhất là giá trị mối quan hệ thì em cũng đã trả lời ở những câu hỏi trước rồi. Thứ hai là giá trị về trí tuệ thì em luôn luôn là em cố gắng là học tập trên từng giây từng phút ở trong trường. Em đọc sách và em học những khóa học của thầy Tuấn. Ngoài ra là những khóa học mà nó liên quan đến những cái chủ đề mà mình được học qua cái thời gian học lớp bóp, và cái giá trị về văn hóa, về đó là về tình yêu thương giữa mọi người, là về phần tâm em được học. Thì em đã cố gắng trau dồi được 3 cái giá trị còn lại để theo cái mục tiêu của em mà em đã đặt. Em muốn nhắn nhủ đến bố mẹ của em là con cảm ơn bố mẹ đã luôn luôn ủng hộ con trong quá trình con học tập tại trường, và bố mẹ luôn luôn động viên con mỗi khi con cảm thấy khó khăn ở trong cuộc sống. Em sẽ nỗ lực để trở thành một CEO, và sau đó em sẽ dần dần em chuyển qua thì em sẽ cũng sẽ mong muốn là kiến tạo được một thế hệ doanh nhân mới ở Việt Nam, một thế hệ doanh nhân trẻ có khát khao vì đất nước.